Chào các em. Trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục học về z table trong Java Swing. Thì như cái tên của nó các em đã hiểu rồi, hiển thị kết quả các bảng và chúng ta có thể thao tác với kết quả trên cái bảng đó. Thì để cụ thể hơn cách sử dụng cũng như ý nghĩa thì chúng ta cùng đi vào trong ví dụ. Thì trong netbean của anh ở đây chúng ta có một cái z frame bên này rồi đúng không? Thì các em nhìn bên cái tab Palette này, các em nhìn bên dưới cái Swing control. Thì các em cuộn xuống bên dưới này, các em sẽ thấy một cái table. Đây chính là cái di table component trong Java Swing của chúng ta. Thì các em chỉ việc click chuột và các em sẽ chọn vào một vị trí các em đặt trên cái dây frame này. Và lúc này đã tạo được một bảng thành công rồi thì ở đây các em có thể thay đổi nội dung của bảng các em chọn này, table content. Thì trong cái table content này các em có thể chọn được cột ở đây, để đặt tên xem đặt tên cột cũng như giá trị của từng cột. Thì ở đây anh sẽ xóa đi hai cột. Thì ở đây anh sẽ dùng cái bảng này hiển thị danh sách quốc gia kèm với mã quốc gia đúng không? Thì anh sẽ đặt tên đây là sẽ là mã quốc gia. Và cột thứ hai sẽ là tên quốc gia tên quốc gia kiểu dữ liệu là trinh và đây anh sẽ sau khi tạo xong cột anh chuyển sang row ở đây từ row ở đây tức là giá trị ở từng hàng dữ liệu thì anh để là vn tức là việt nam đúng không tên quốc gia là việt nam tiếp theo là sg tên quốc gia sẽ là singapore và đây để là us thì ở đây là mỹ đúng không thì ở đây các em thấy là cao bằng 4 đây nghĩa là có bốn dòng dòng thứ tư đang bị trắng thì các em xóa đi thì anh sẽ cần lâu lại như vậy thì các em thấy là chúng ta đã tạo được một cái bảng là mã quốc gia và tên quốc gia ở đây các em thấy có ba dòng dữ liệu thì các em có thể chạy chương trình này thì em thấy kết quả thì uh, chương trình sẽ khởi chạy thì các em nhìn bên phía tab bên tay trái các em tab zpanel navigator ở đây các em thấy là có table city table một ở đây thì hôm này các em chuyển sang cái tab cốt ở đây các em đổi tên biến cho anh các em đổi tên biến là country uh, table đi trong lúc chờ đợi uh, chương trình chúng ta khởi chạy thì đây là chương trình chúng ta thử chạy thành công và đây là cái bảng quốc gia chúng ta đã làm bằng cách hát cốt dữ liệu cứng cho bảng đúng không? Có VNSG US. Thì bây giờ anh sẽ hướng dẫn các em sử dụng một dữ liệu động để thêm dữ liệu trong một bảng. Thì đầu tiên anh sẽ đặt tên cái bảng này là Country Table đúng không? Và sau đó anh sẽ vào trong cái số code này. Và trong cái main frame, cái constructor của cái class này thì anh sẽ bên dưới hàm init tức là init đây, đã tạo cho anh đối tượng C table rồi thì bây giờ anh sẽ sử dụng cái tạo đây một cái default model table default table ở đây default table model ở đây sẽ giúp chúng ta tạo các đối tượng dữ liệu thì anh sẽ tạo một cái đối tượng này new default table model anh sẽ copy lại nhanh và lúc này anh sẽ dùng cái country table anh sẽ set cái model này set model này thì anh sẽ set model bằng cái default table model này thì lúc này dữ liệu cho cái bảng country table sẽ được lấy từ trong cái default table model ở đây thì anh thông qua đối tượng default table model anh có thể thêm các cột bằng cách như sau là table default model add column này thì ở đây anh để cột đầu tiên là mã quốc gia đúng không quốc gia như thế này tương tự các em để cột thứ hai là tên quốc gia tên quốc gia và tiếp theo muốn thêm dữ liệu thì anh sẽ dùng là default table model các em add row thì mỗi một row tương ứng với một dòng dữ liệu đúng không thì add row này anh sẽ tạo một cái new object một cái mảng một chiều từ liệu là object và đây anh khởi tạo luôn giá trị trong cái mảng này thì đầu tiên đây sẽ là vn tên quốc gia sẽ là việt nam tương ứng với từng cái thứ tự cột anh khai báo ở trên này mã quốc gia tên quốc gia tương tự như vậy anh sẽ copy lại và anh để đây là sg đúng không đây sẽ là singapore chẳng hạn như này và bây giờ các em chạy lại chương trình các em sẽ thêm kết quả thì lúc này kết quả trong cái bảng table chúng ta sẽ lấy từ cái default table model này. Các em đợi một chút cho chương trình khởi chạy. Thì ở đây các em để ý là trong cái bảng table country table này sẽ lấy kết quả từ cái default table model với hai dòng dữ liệu chúng ta thêm vào đúng không? Như vậy bằng cách thứ hai chúng ta có thể thêm dữ liệu ở cái table này bằng cách linh động. Bởi vì sau này chúng ta lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu ra và chúng ta thông qua code chúng ta chuyển dữ liệu lên cái table này. Vì vậy mà đây là cách mà chúng ta thường hay sử dụng. Thì uh, bây giờ tiếp theo anh sẽ hướng dẫn em về một cái event listener khi chúng ta click vào một hàng trên cái table Và chúng ta có thể lấy ra dữ liệu của cái hàng đấy Thì chúng ta làm như thế nào Thì ở đây các em chú ý cho anh là Chúng ta sẽ sử dụng là country table đây Chúng ta get select model Get select tật Thì các em thấy đây get selected ở đây chúng ta có một cái là get select. Ở đây các em thấy có, chúng ta có một cái là get select model ở đây, trả về cho anh một list selection model, anh sẽ lấy cái này. Anh sẽ tạo một cái biến là list selection model. Selection ở đây nghĩa là chúng ta chọn vào trong cái cái từng hàng trên cái bảng của chúng ta. Thì list. Anh sẽ back lại để anh có thể lấy được giá trị, anh sẽ bằng ở đây trước đi. list này. selection model như này và anh tạo một cái biến để gán anh đặt tên biến như này và từ cái list selection model ở đây các em ghi nhớ cho anh các em có thể chúng ta set selection mode chúng ta set selection mode ở đây nghĩa là chúng ta chỉ cho phép chúng ta chọn một cái hàng ở một thời điểm thôi chúng ta không thể cho phép chọn nhiều hàng cùng một lúc thì anh sẽ làm set selection mode này đây anh sẽ sử dụng là một cái i5 trong cái class list selection model ở đây anh sẽ chấm và trong này các em thấy có một cái constant ở đây chính là single selection. Anh sẽ chọn cái này. Nghĩa là chỉ cho phép chọn một cái ô, một cái dòng, một thời điểm thôi. Và trong này tiếp theo anh sẽ add một cái listener. Anh sẽ add list selection listener. Và trong này anh sẽ tạo một cái đối tượng anonymous class. Thì anh sẽ new list selection listener như này và trong này anh sẽ có một cái hàm để override chính là value chain để trong hàm này chúng ta có lấy những cái giá trị của dòng lấy những cái lấy giá trị của cột thì đầu tiên sẽ lấy những cái dòng mà được chọn sẽ in row như này và chúng ta dùng là country table chúng ta sẽ chấm chúng ta get selected thì ở đây selected các em chọn selected row và tương tự như vậy các em copy lại cái này và anh sẽ get các cột được chọn các em đặt bên dưới này Anh sẽ xóa cái dòng bên ngoài này đi Và bên dưới này các em phải là column đúng không Country này Get selected Column Thì ở đây nó sẽ trả về cho anh các dòng Được chọn cùng một lúc tại thời điểm đấy Và ở đây trả về cho anh các cột Được chọn cùng một lúc tại thời điểm đấy Thì ở đây chúng ta đang để chế độ là single selection Do vậy cùng thời điểm chúng ta chỉ chọn được một ô thôi đúng không Thì nó nghĩa là chúng ta chỉ trả về cho anh Một cái kết quả Thì bây giờ anh muốn lấy giá trị ID Thì các em để ý bên này là ở đây ID chính là mã quốc gia, chính là cột cột không đúng không? và đây là column tên quốc gia, chính là cột một. Các em nhớ cho anh là nó đánh dấu index từ không. thì bây giờ anh sẽ làm như thế nào? anh sẽ dùng là country table, anh sẽ dùng cái hàm là get value at. thì ở đây chúng ta sẽ chuyển vào trong đây là cái số dòng, thì anh sẽ row ở đây, anh sẽ giới giá trị ở dòng đầu tiên chúng ta chọn row không đúng không? và tương tự như vậy cột sẽ cột không từ cột không ở đây nghĩa là cái cột đầu tiên cột đầu tiên chính là mã quốc gia thì đây anh sẽ gắn nó chỉ là string cốt bằng như này và đây cam sẽ phải ép kiểu từ cái thằng này sang anh ở đây anh sẽ dụng string value up ờ, như này thì chúng ta tùy vào kiểu dữ liệu chúng ta ép kiểu sang cho hợp lý thì lúc này các em đã thấy được một giá trị cốt rồi đúng không thì anh có thể hoàn toàn sử dụng là anh giả dụ như chúng ta có thể dùng với password label chẳng hạn password label ở đây anh sẽ set text để hiển thị ra giá trị của cái mã quốc gia anh đang chọn này đây chính là mã quốc gia đúng không mã quốc gia đã cộng với đây chính là cốt như này thì bây giờ anh sẽ chạy lại chương trình để các em thấy là khi anh chọn một cái dòng trên dữ liệu của chúng ta thì chúng ta sẽ lấy ra kết quả của cái cái dòng đấy thì các em ghi nhớ cho anh là nó trả về các dòng được chọn thì ở đây anh row không nghĩa là cái dòng thứ nhất bởi vì chúng ta chỉ cho phép chọn một dòng tại một thời điểm thôi thì bây giờ anh sẽ chọn cho các em thấy hành chọn singapore thì mã đây là quốc gia là sg đúng không hành chọn việt nam là việt nam này các em thấy đấy singapore là singapore đúng không việt nam này vnsg này như vậy các em thấy là chúng ta có thể dùng uh, selection Model để chúng ta add một listener khi chúng ta chọn các dòng trong một bảng thì cái điều này rất quan trọng bởi vì khi chúng ta làm bài thực hành sắp tới chúng ta sẽ chọn các dòng kết quả trong bảng và chúng ta có thể xem sửa xóa thì trong bài học ngày hôm nay các em đã học về G-table rồi Cách thêm dữ liệu vào G-table một cách linh động thông qua code Cũng như là các em có thể sử dụng Action Listener Để trên cái dòng chúng ta lựa chọn Để chúng ta có thể lấy được giá trị ID của dòng đấy Để chúng ta có thể sửa xóa trong những cái bài học sắp tới Thì trong bài học ngày hôm nay các em ghi nhớ cho anh về G-table Thì bài học tiếp theo chúng ta tiếp tục học về một số cái G-common khác của G java Swing Thì hẹn gặp lại các em trong bài học tiếp theo